Hôm nay thì Gia Huy 93 sẽ giới thiệu đến quý khán giả một tính năng cực kỳ hay trên điện thoại iPhone. Đó là tính năng cho phép anh chị xóa và gỡ bỏ những cuộc gọi trên Messenger. Thì chỉ có điện thoại iPhone hoặc là trên iPad thì anh chị mới xóa được nhật ký cuộc gọi trên Messenger. Còn đối với điện thoại Android, tại thời điểm em quay video này là không xóa được. Và em sẽ hướng dẫn cho anh chị xóa như sau. Anh chị muốn xóa nhật ký cuộc gọi Messenger trên iPhone thì ở đây anh chị nhấn giữ, anh chị bấm chữ xóa và gỡ bỏ dưới cùng bên góc phải. Anh chị bấm gỡ ở phía bạn, sau đó bấm xóa gỡ bỏ là xong, là nó mất. Rất là đơn giản thôi. Và đây là cái ứng dụng Messenger. Anh chị mở lên và muốn xóa cuộc gọi thì anh chị chỉ cần nhấn giữ, sau đó bấm xóa gỡ ở phía bạn là xong. Anh chị lưu ý là anh chị xóa như thế này thì anh chị chỉ xóa đầu ở bên mình thôi, còn đầu ở bên người ta là không có xóa, nên anh chị lưu ý. Đây là một tính năng cực kỳ hay trên iPhone, nhưng trên điện thoại Android thì không làm được vấn đề này. Và trên điện thoại Android đó, thì anh chị không thể nào mà nhắn giữ để nó ra cái chữ xóa và chữ gỡ, cũng như anh chị vuốt qua vuốt lại thì nó đều không có. Ở đây nó chỉ có mỗi chữ chia sẻ thôi. Anh chị có vuốt qua thì nó ra cái chữ, mỗi chữ chia sẻ hoặc là anh chị trả lời thôi. Thì chỉ có một cách mà anh chị xóa được cái tin nhắn của cái cuộc hội thoại này là anh chị xóa luôn. Anh chị xóa hoàn toàn nguyên một cái đoạn tin nhắn. Đây, bây giờ thì em sẽ cho anh chị xem cái cách mà xóa những cái cuộc gọi này là anh chị xóa luôn tin nhắn thôi. Anh chị bấm vô trong cái tên của cái đoạn chat này, có nghĩa là tên cá nhân của người ta, chứ anh chị đừng bấm vào cái hình nền. Sau đó thì anh chị bấm vào trong ba chấm, sau đó anh chị bấm vào xóa cuộc trò chuyện và anh chị bấm xóa, thì nó sẽ hoàn toàn mắc luôn cái đoạn chat này. Và khi xóa xong thì cái nhược điểm của nó là không thể nào mà khôi phục lại được những cái tin nhắn đó. Đây là những anh chị nào mà không muốn cho người khác biết mình nhắn tin với ai thì mình làm cách này. Còn một số cái cũng rất là hay. Bây giờ ví dụ như em tìm lại cái Gia Huy lúc nãy, chẳng hạn như anh chị bấm chữ Gia Huy 93, anh chị gửi cho người ta, sau đó thì mình không biết là người ta có đọc được hay không, nhưng mà lỡ ví dụ như mình gửi nhầm hay là mình nhắn nhầm gì đó thì mình nhắn giữ, sau đó thì anh chị bấm vào chữ xem thêm, sau đó anh chị bấm gỡ thì anh chị có thể thu hồi cái tin nhắn này đó. Thì giống như thu hồi tin nhắn ở trên Zalo vậy, và người ta không thể nào mà người ta biết là anh chị đã nhắn cái gì. Nếu như mà anh chị gửi cho người ta mà người ta chưa xem thì cái cách này cũng rất là hay. Và nếu như anh chị gửi thêm một cái tin nhắn nữa, sau đó anh chị nhắn giữ, anh chị bấm vào xem thêm, bấm gỡ. Cái lúc này anh chị gỡ ở phía bạn, nghĩa là khi mà anh chị gỡ xong á, là cái tin nhắn bên phía mình đã bị xóa rồi, nhưng bên phía của người ta thì vẫn còn. Nên nếu mà anh chị gửi nhầm là anh chị phải bấm vào thu hồi. Anh chị lưu ý khi mà thao tác thì anh chị thao tác cho đúng. Tại vì lỡ mà anh chị thao tác sai rồi á, thì anh chị không thể nào mà anh chị thao tác lại. Sai ở cái chỗ là thu hồi và gỡ ở phía bạn. Sai ở chỗ này. Đây là một cái tin nhắn anh chị nhắn sai, anh chị nhắn giữ, sau đó anh chị bấm vào xem thêm. Nếu như anh chị bấm vào trong mục gỡ mà anh chị lỡ không bấm thu hồi, đúng ra tin nhắn này là mình thu hồi nhưng anh chị không thu hồi, mà anh chị bấm gỡ ở phía bạn, bấm gỡ, sau đó anh chị mất cái quyền kiểm soát cái tin nhắn này, và cái tin nhắn này sẽ được phía bên kia người ta xem được. Nên anh chị thao tác nhớ cẩn thận. Nếu mình có nhắn nhầm đi chăng nữa thì mình nên bình tĩnh, chậm rãi để mình thao tác cho đúng. Còn hơn là một cái tích sai của mình thì nó sẽ rất là hối tiếc. Và video đến đây là hết. Nếu anh chị nào thấy hay, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em. Em xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách và quý khán giả trong video tiếp theo.